Meta hiện tại có quá nhiều con tướng mạnh khiến anh em phải cấm. Trước kia ở mỗi rank ấy có một kiểu cấm khác nhau, tiếng Anh, cao thủ, chiến tướng khác biệt hoàn toàn. Nên các bạn đừng có hỏi là ông con nào cấm bao giờ đâu, hoặc là con kia mới đang cấm nhé. Thành ra vì anh em hở một số vị tướng mạnh là điều rất là thường xuyên, vì chỉ đang cấm 6 ở rank mà thôi. Và khi anh em để hở thì phải làm sao đối đầu đây, và phải chú ý điều gì? Vì anh em yêu cầu liên tục ấy, nên đây là clip cho anh em giải quyết vị tướng hay bị cấm nhất tại meta này nhé. Vào việc thôi. Siêu hot, ngay bây giờ tại tngshop.vn đang sale cực sốc kìa anh em ơi. Sớm ngay Arc Liên Quân siêu VIP, giá siêu rẻ, nick 1 triệu giảm còn 300k, khuyến mại thẻ cào lên tới 50% ngay khi nạp thành công cho thẻ mệnh giá từ 100k. Đăng ký tài khoản mới và nạp thành công thẻ từ 30k, nhận ngay một lượt bốc lì xì free. Nhanh tay truy cập tngshop.vn để nhận ngay những ưu đãi bất ngờ dành riêng cho mình nào. Thứ nhất, cao tờ Ngộ Không. Nếu đối phương chọn Ngộ Không thì lấy gì để khắc chế đây? Zephyr là cái tên đại diện sở hữu chất tướng vốn đã trâu bò sắn nẻo. Zephyr tỏ ra cực kỳ lợi hại trong vai trò đi rừng để đối đầu vị tướng Ngộ Không này. Quan trọng hơn ấy, vị tướng này dễ chơi, không sợ bị sốc đam. Khả năng chống chịu của con bài này chính là nhờ nội tại tăng miếng thương dựa vào phần trăm máu đã mất. Thế nên Zephyr không phụ thuộc quá lớn vào trang bị. Và điều quan trọng nhất khi chơi vị tướng này đó chính là chiêu cuối phải chuẩn xác để có thể gây tối đa lượng sát thương, không chê kẻ địch. Các vị tướng cao tơ Ngộ Không bằng độ trâu, đồng thời đủ sát thương để hạ khỉ như là Skirt nè, Aeron. Khi mà các vị tướng này lối đồ thường là semi trở thành full tank, nhưng chất tướng vẫn có sát thương đầu ra ổn. Các vị tướng cao tơ Ngộ Không bằng kỹ năng khi đi rừng dã kiểu là Nagrod semi nè, Gera, Aoi. Khi đó các vị tướng này với cái lượng sát thương của mình có thể ao được các cú gó của Ngộ Không bằng kỹ năng bản thân nhé, hoàn toàn có thể trả đam lại. Các vị tướng khác ngoài đi rừng thì sao? Dạng trâu, khó sốc, có hiệu ứng dưới chân Ngộ Không thì là Omen nè, Dumbua, Arum, Badum, Roshi. Ngộ Không ba gậy top top ấy, khó lòng tiến lên bảng được. Các trang bị nè, các vị tướng khả năng soi bản đồ như là Elsu, đồ trợ thủ, Lindit, hay là các vị tướng có sức thương, lợi thế núp bụi như là Zena, Zuka, Rat. Và quan trọng hơn, anh em nhớ là cái trang bị chống bị sốc đam nhé. Và chủ lực phải giữ vị trí, đồng thời có tầm nhìn sớm nhất từ Ngộ. Thứ hai, Counter to Lane. Để counter to lane cần vị tướng có sát thương, lại khó bị sốc và đương nhiên phải có cả hiệu ứng khống chế. Wonder khi lên full dam không chỉ có sát thương mà trước cuối còn có lượng giáp lớn kèm theo miếng thương từ chất thức. Bí kíp để đi to lane đó là anh em sau khi lên một trang bị chấn phái như dạng kiểu thương long ấy thì cần lên ngay 2 găng giáp đấu để có kháng phép, giá thì rẻ mà có ngay 180 kháng phép, không vội lên Hunter Troy nhé. Là chất tướng đấu sĩ đa năng nên đi được rất nhiều vai trò. Ở tại mùa 21 này, Wonder vận dụng ở hai hướng, lên sát thương mạnh khi đi rừng hoặc đường mid, hoặc là phun chống chịu khi đi trợ thủ để có thể khóc góc. Vừa đu bám, vừa để đam khỏe, chắc chắn đeo vị tướng tối ưu. Một số vị tướng khác thì sao? Tướng khả năng ao chiêu của Tulen đánh với nhiều nhịp kèm sát thương lớn như là Aoi nè, Kira. Tướng châu bò, Tulen khó sốc kẻ địch được, dễ dàng bị đấm ngược như là Skirt nè, Aeron. Nhiều vị tướng sát thương lấy lợi thế ở bụi như là Zuka, Ngộ Không, Rat. Thực ra Ngộ Không là rất nguy hiểm nhá. Mấu chốt vẫn là việc lên cầu băng xương đối với vị tướng pháp sư và kháng phép ở vai trò khác, kể cả là sát thủ nhé, là phải có đấy. Việc lên hai găng giặc đấu là quá đủ cho anh em tránh bị sốc đam kèm dây kiên cường sau khi lên đủ đồ chất phái, sau đó lên hoàn thành Hunter Troy sau. Cách chơi này cực kỳ phổ biến ở giải đấu và anh em có thể áp dụng cho tất cả vị tướng nhé, vừa rẻ lại khỏe luôn. Ngoài Wonder ấy thì em nghĩ rằng Ngộ Không rất là hợp với anh em đấy. Thứ tư, Counter Elsu. Slim là vị tướng đi được mọi kèo xạ thủ nhé anh em. Slim có sự chủ động từ chiêu 1, thời gian hồi nhanh, mà tầm chiêu khá xa, thời gian choáng khi mắc tầm là rất lâu. Elsu đạn mà dính là lên bảng luôn. Tương tự như Slim là Lavi, có chiếc cuối toàn bản đồ kèm thời gian choáng lâu. Một số con bài khác như là Grak nè, Gidu, Iggy, Jue hoặc là Illumia cũng rất là tối ưu để có thể khắc chế lại vị tướng Elsu này. Vì chiêu 2 của Elsu ấy cần thời gian đạn, đúng không? Đó là cái thời gian tuyệt vời nhất để tấn công vào. Hoặc là dùng mắc để khép gắt trực tiếp vào Elsu nè. Nếu lên full dam, Elsu khó xung được. Còn nếu mắc full tank cũng suy yếu, có thể câu kéo thời gian trong đội. Khi mà tiện nói về mắc ấy, thì anh em nhớ là đừng lên mặt nạ Berit cho mắc nhé. Sẽ giúp kẻ địch có khả năng hồi và hút máu x3 lần đấy. Các con bài trâu như kiểu là Lumbua nè, Omen, Roshi sẵn sàng che đạn của Elsu. Và Elsu rất là khó bắn qua khi gặp các vị tướng này. Lỡ ngỡ là ăn trực quầy đầu ngay. Payna đơn giản đi với cạnh chủ lực, búp máu. Elsu cấu rỉa bằng chiêu 2 bao nhiêu ấy, Payna hồi lại bấy nhiêu luôn. Dù trang bị nhà phù chú trường sinh nè, để Elsu cấu máu bao nhiêu ấy, các bạn đồng dạng có thể hồi máu lại rất là nhanh. Và trang bị thủ vật lý khác. Thứ tư, Counter Arum. Đa số xạ thủ đều có thể counter Arum vì tầm tay xa và chăn dắt. Nhưng Thon lại là con bài đơn giản hiệu quả vì cái lượng sát thương và trăm máu cùng khống chế choáng và làm chậm, khiến cho Arum dễ bị cấu rỉ hơn các vị tướng khác. Thon sở cho mình khả năng cơ động ổn, sát thương cao. Bắn Arum khá dễ dàng khi đủ trang bị, đem con bài rất đáng chơi. Mẹo cho đạn cho Thon đấy chính là dọn lính nhanh với đạn xanh nè, cần khống chế thêm đạn vàng ngay. Và thêm sát thương thì lựa chọn đạn tím, quá đa năng luôn. Còn một số tranh ấy, nếu của địch trâu quá, có thể lựa chọn là hai tím một vàng.
Hoặc là anh em lười đổi đạn ấy mà vẫn muốn hiệu quả cao có thể lựa chọn đạn 3 màu nhé. Ép mà gặp bọn Arum, Toro, hội châu bò ấy thì cứ 2 tím 1 vàng hoặc là chơi khô máu hẳn với 3 tím luôn. Tuy nhiên, khi chưa vượt trội trang bị, con khá mỏng, cần được bảo kê để có thể sớm khỏe với trang bị, tránh bị Arum tốc biến vào và bắt nhá. Cần phải giữ vị trí cẩn thận. Hayate nè, Kafini, Slim là những xạ thủ thả diều Arum cực tốt vì vừa có đam tay theo thời gian, lại vừa có độ cơ động, giữ vị trí bắn rất tốt. Các vị tướng khác dạng như kiểu là Omen nè, Rumbua, Rossi sẵn sàng đưa mặt lên cho Arum ôm luôn, sau đó nhờ thuật nhâm thạch hoặc đầu búp giáp để tiếp tục giao tranh, hay là lui ra dựa vào phù chú trường sinh để chờ đợi tái giao tranh nhé. Các trang bị giảm một phục nhờ đao Chion, sách Chion là cần thiết, kiếm Muramasa, kiếm Furnier, counter thẳng một trang bị chống chịu và cái độ máu trâu bị tướng này nhé. Giáp hồi sinh, counter trực tiếp chiều cuối Arum luôn, nhớ áp dụng luôn nha anh em, không phải lo đâu. Thứ 5, counter floor. Thực ra để mà counter floor ấy, nó là kèo rất là kỹ năng và khó thể counter floor ở mọi giai đoạn được. Nếu như phải đối đầu với kèo đi đường cùng floor ấy, thì những đấu sĩ cấu rỉa khó chịu chính là cách để thể khắc chế vào hắn ta. Với Ryoma, đây là chất tướng đấu sĩ có khả năng cấu rỉa tốt và nhận định là kèo trên của floor ở giai đoạn đầu trận. Giữa đó anh em dùng sải tay dài để cấu máu này, khiến floor bất lợi và di chuyển, đồng thời tạo áp lực lên khu vực khác để sớm snowball trận đấu, kết thúc sớm bán đấu. Khác với Ryoma đè ở đoạn đầu thì Airi và Ngộ Không ấy, hai tướng cuối game cực mạnh, chủ động chơi an toàn, tối ưu cái lượng vàng, sẵn sàng bật lại floor với cái lượng sức thương khủng về sau. Nhưng cái kèo cuối game này thì anh em phải chơi rỉa từ từ thôi, chứ chơi khô máu mà gặp floor cứng tay ấy là chưa biết ai là thợ săn, ai là con mồi đâu nhá. Các vị tướng xuống tà thần cần có yếu tố như là cấu rỉa nè, đánh tốt ở đoạn đầu, dạng kiểu Ryoma nè, Zena, Ngộ Không hoặc là Zuka ấy, hên xui độ nhanh tay nhá, ăn hoa vào đầu thì cũng đau đầu đấy. Các vị tướng lết để cân floor dạng kiểu Airi ấy, nhớ có đao trường nhé. Hoặc là Ngộ Không, các vị tướng ở đường khác đi sừng thì sao, có Kera, Elandor, Aoi. Khi những vị tướng này có độ biến ảo và dễ dàng né đi hoa của floor, và nếu chẳng may dính cuối có thể rút ra và trở lại khi đã hết được lực. Các vị tướng đi đường mid ấy nên là các vị tướng khả năng áp chế khỏe như kiểu Aether trực tiếp xích cổ floor cùng tiên làm thịt. Còn với các vị tướng cấu rỉa tầm xa như kiểu là Riri nè, Rat nè, Chrissy nè, các bạn nhớ phải combo và khống chế sớm, chứ đừng để floor khắc cuối đầu nhá, nó ký đầu trên bảng đó. Những vị tướng dạng sốc sát thương đảm bảo một phát trên luôn floor như kiểu là Toren, Greenack, Batman cũng rất là tối ưu ở dạng giữa game. Nhưng phải chú ý, các tay chơi floor bây giờ rất là khắm, cầm một giáp sau đó là lên hai đồ chống chịu, ấy vậy vẫn có thể chọc cái lượng sân chuẩn ra đâu. Thành ra anh em liệu cẩn thận nhá, muốn đánh floor ấy phải check xem nó múa được hay không, và thứ hai trang bị nó lên như nào. Các trang bị giảm một phục là cần thiết nhá, hoặc là pick các vị tướng áp chế cứng như kiểu là Aether, Arum, chứ mấy con khống chế khác ấy bị ghim chụp cuối là bó tay luôn. Nên đối đầu với floor ấy, ngoài chất tướng ra thì phải xem là floor biến múa hay không. Floor không biến múa ấy thì chơi con nào cũng có thể counter được, nhưng mà floor một kỹ năng ấy thì 50-50 lắm anh em ơi, rất là khó khắc chế. Nên nếu cảm giác không thích đánh bạc ấy thì cấm thẳng hắn ta đi, hoặc là chơi ấy là phải hội đồng nhá. Thứ 6, counter Aiza. Arum chỉ thực sự counter được Aiza nếu bắt trực tiếp vào vị tướng này, chứ còn để nó ôm chủ lực tỷ lệ 50-50 lắm. Để quân bài được xếp vào hàng khống chế khó chịu với chiêu cuối áp lực cực lâu. Thế nên anh em vẫn hay chiêu đùa rằng bị Arum xích ở trong trụ ấy thì tỷ lệ sống sót là rất thấp, vừa khống chế siêu cứng vừa khép góc tối ưu. Ngoài ra đây còn là một con bài cực kỳ châu bò với khả năng hồi phục đáng nể để đấu lại sự kết hợp của Aiza với vị tướng tanker khác về mặt chống chịu như là kiểu Tara Aiza chẳng hạn. Khi chọn tướng kết hợp Aiza ấy, thường là đấu sĩ hoặc là tanker, mặc dù ở rank bây giờ khi Aiza kết hợp với xạ thủ hoặc là sát thủ đang dần được nhiều anh em áp dụng hơn, nhưng kết hợp với các vị tướng đấu sĩ tanker vẫn được ưa chuộng nhất tại giải đấu. Khi đó những con bài không ngán tanker lù đù như kiểu là Laurel nè, Morgana sẽ cực thích hợp để khắc chế lại Aiza, vì những vị tướng này ấy thường có lượng sát thương theo kiểu là từ từ khó chịu, mà các vị tướng đấu sĩ tanker ấy dù có Aiza ngồi trên đầu cũng đào đâu ra sát thương mà kết thúc nhanh đau đeo mà ga được. Tận dụng trang bị như là Choi nè, giáp Gaia, đồ giải hiệu ứng để thể counter lại chiếc cuối Aiza nhé, bởi chỉ cần nó chiêu thức hóa giải hiệu ứng thì đã có thể vô hiệu hóa đi chiếc cuối Aiza rồi mà. Nên dù kẻ địch có Aiza thì anh em cứ bình tĩnh, pick các vị tướng cấu để tốt, chăn thả khỏe là được. Thứ 7, counter Aether. Ta sẽ lựa chọn Ymir để đại diện, là một vị tướng pháp sư khống chế liên hoàn, Aether dễ dàng bị phá chiêu từ con bài này. Bên cạnh đó, Ymir quá nổi tiếng là vị tướng kiểm soát bản đồ cực mạnh với chiếc cuối, khả năng đóng góp vào giao tranh liên tục, tác dụng trên cả năm tướng địch dù ở bất kỳ đâu trên bản đồ. Aether khó chịu nhất chắc chắn chiếc cuối áp chế rồi, nhưng có thể dễ dàng bị chiếc cuối Ymir khắc chế. Nếu như combo chuẩn bài ấy, Ymir có thể khống chế kẻ địch liên tục trong khoảng 3 giây, con số không hề nhỏ chút nào. Các vị tướng đi mid có hiệu ứng hất tung, choáng, đẩy lùi để có thể phá chiếc cuối Aether dạng kiểu là Ymir nè, Chrissy, Rat, Rodion hỏa đi rắc nhé.
Những con mít thích cách ai tơ đứng im như là kiểu Jue, Iki, khi đó có thể dồn thoải mái gây đam và hạ kẻ địch nhanh chóng. Một số vị trí khác, những con tướng trâu có khống chế như kiểu là Grack ấy, kéo là xong việc ngay mà. Hay là Badum, Omen, Rossi, Scott đi tiên phong luôn. Nếu ai tơ xích ấy thì đồng đội được free bắn. Còn nếu xích đồng đội ư, những vị tướng này có thể phá chiêu đơn giản mà. Chốt lại cho anh em này, cần tướng không chỉ cứng từ xa hoặc là khả năng chống chịu, và đặc biệt là có sát thương cũng như tầm tay xa để câu máu nhé. Thứ 8, counter Zue. Zue chất tướng mà rất là sợ bị áp sát, càng bất ngờ thì Zue càng không kịp tung chiêu. Đó là cơ hội của vị tướng sát thủ nhé. Có sát thương và có thể dễ dàng tìm thấy Zue như là kiểu Batman nè, Quy, Ngộ Không. Vì Zue độ cơ động không quá cao, dù ở trước cuối đẩy lùi kẻ địch và giãn cách phạm vi, nhưng không thể vượt được địa hình, nên khi bị bọn sát thủ dí, có thể bị bốc hơi rất nhanh. Bên cạnh đó có vị tướng sát thủ có độ cơ động cao, bay nhảy tục như kiểu là Aoi nè, Nagrod, khiến cho Zue gặp khó khăn trong việc tung chiêu. Dạng đấu sĩ và miếng khống chế như kiểu là Floor, Kyrot, Wonder, Skirt, khi bị bọn này áp sát, Zue khá bất lực vì không thể gây ứng nhé. Chưa kể là các vị tướng này không chỉ trâu đâu mà còn có đủ sát thương để hạ Zue trong tích tắc được. Hoặc là pick the mid cấu rỉa an toàn với vị tướng như là Kali nè, hay là khống chế tiếp cận dạng kiểu Rodion. Chrissy rỉa phê đấy, nhưng tầm vẫn không bằng Zue, nên phải có những pha tốc biến chiêu 2 sốc đam thì mới có thể cơ hội ăn dễ dàng được. Các trang bị như là Huning Choi nè, giáp gây A là cần thiết khi gặp Zue. Đặc biệt ở giải có cách trị Zue mà các tuyển thủ hay dùng, đó là sử dụng phù chú trường sinh nhé, tái áo tranh nhanh chóng. Chất sổ nè, những con bài khả năng càn lướt, miến hiệu ứng, có sát thương là khắc tinh chính vào Zue bên cạnh những vị tướng tầm tay xa nhé. Và đó là vị tướng rất hay bị anh em cấm khi đeo rank từ tiếng Anh, cao thủ và chiến tướng. Đương nhiên là ngoài các vị tướng này ấy, thì một số anh em ghét tướng nào thì cấm tướng đó. Ví dụ như đánh tanh ấy, thì ghét Hete, rồi vài anh em đánh tu len hỏa tướng máu giấy thì lại thích cấm Omen, hay là anh em đánh xạ thủ ấy, thì lại thích cấm Grack. Nên nếu anh em hay cấm tướng gì khác ngoài 8 tướng TNG gợi ý, nhớ bình luận dưới video nhé. Để chúng ta cùng bàn và chọn tướng ngon để khắc chế, giúp anh em tỉa đeo rank dễ dàng hơn. Anh em cần nhớ các tướng S gợi ý cho anh em để khắc chế được TNG lựa chọn từ các vị tướng dễ chơi nhất, còn các vị tướng khó chơi ấy sẽ chỉ gọi tên và gợi ý thôi. Ví dụ nhà khắc chế Tulen đi, anh em có thể lựa chọn Ngộ Không, rồi Wonder, rồi Aoi, nhưng S lựa chọn Wonder vì độ dễ chơi của nó, chứ không phải là chỉ có Wonder khắc chế nhé. Anh em thấy video hay và có ích ấy, đừng quên đăng ký kênh ủng hộ TNG nhé. Hẹn gặp lại anh em ở clip lần sau. Xem xong video của Ad nếu các bạn thấy hợp gu và có ích, đừng quên bấm nút đăng ký kênh và bấm nút chuông để nhận các video thông báo mới nhất. Xem video có mẹo của nó cả nha anh em. Nếu thấy hay ấy, thì bấm nút like, không hay thì comment để góp ý. Nhưng quan trọng xem video, bấm vào các mốc thời gian, xem các vị trí, vai trò các bạn muốn xem. Đó là đặc điểm trên kênh của Tràm Game. Các bạn nhớ click theo mốc thời gian để xem thuận tiện, tiết kiệm thời gian nhé.